xin giới thiệu với các bạn đây là sản phẩm hoa hồng sáp. Với sản phẩm này thì được thiết kế như sau: được có một hộp này, có sẵn hộp này. Bộ hoa được gói sẵn gồm có hoa 3 bông, có 5 bông, 21 và 30 bông. Cánh hoa được làm rất thành thục và được phủ ngoài lớp sáp thơm, thì lớp sáp thơm này có thể giữ được cái mùi hương trong tầm vài năm. Bạn để xem rõ hơn về cánh hoa. Rất giống thật, được bó cũng rất đẹp. Sản phẩm này có thể làm quà tặng trong dịp Valentine 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 11, hoặc là tặng cho các bạn gái của mình vào những ngày sinh nhật. Sản phẩm có rất nhiều màu, màu đỏ, màu hồng, xanh và tím. Các bạn có thể xem.